không nên mua nhà hay là đầu tư bất động sản vào năm 2019. Lý do là vì 2016, 2017, 2018, hơn 3 năm thị trường bất động sản đã có một cái đợt tăng khá là nóng, khá là sốc so với tăng trưởng kinh tế kể từ năm 2015 tới nay. Thì tốc độ tăng của thị trường bất động sản gấp gần 6 lần so với lại 6 đến 8 lần so với tốc độ tăng của thị trường bất động sản. Với tốc độ tăng trung bình của GDP Việt Nam, tốc độ tăng GDP thì cũng tương đương với tốc độ tăng của lương, thì nó nằm ở khoảng 7%. Trong khi đó thì thị trường bất động sản trong 3 năm rưỡi kể từ cuối năm 2015 thì trung bình mỗi năm tăng khoảng 50%, 50-60%. Tính chung cả hơn 3 năm thì thị trường của chúng ta đã tăng khoảng 2-2,5 lần. Như vậy là rõ ràng là tốc độ tăng giá của thị trường bất động sản trong một giai đoạn ngắn là quá nhanh so với lại tốc độ tăng trung bình của thu nhập. Và nếu như ví dụ thị trường bất động sản, hay chúng tôi hay thường gọi là cái túi bất động sản, nó có thể chứa được tất cả mọi thứ, tất cả mọi cái nhu cầu, tất cả cái nguồn tiền đều đổ vào thị trường bất động sản, thì cái túi Doraemon bất động sản này nó hoàn toàn có thể chứa được hết. Thì bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là cái nguồn nhu cầu đổ vào đây thì đều được chứa hết. Vậy thì có nhiều người sẽ nói rằng là nếu còn nhu cầu thì túi này nó còn chứa được và nó còn được phình ra. Thì thưa với anh chị em và các bạn là bất kỳ một cái hoạt động kinh tế hay những cái hoạt động thông thường của cuộc sống xã hội thì nó đều có một cái gọi là cái chu kỳ ngừng nghỉ trong cái quá trình gọi là dịch chuyển. Kể cả cái việc hoạt động là chạy bộ hay là những cái hoạt động thông thường của con người, thì sau một cái khoảng thời đoạn chúng ta chạy tăng tốc thì nó sẽ có một cái khoảng thời đoạn gọi là ngừng nghỉ hoặc là nghỉ ngơi tích lũy. Thì bất động sản không nằm ngoài cái xu hướng đó. Thì sau khoảng 3 đến 3 năm rưỡi tăng giá trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta đang nhìn thấy những cái dấu hiệu rất là rõ nét. Thứ nhất, tốc độ tăng giá của năm 2018 không còn được duy trì như những năm trước đó, 2017, 2016, 2015. Thứ hai, số lượng giao dịch theo thống kê thì đang có khuynh hướng là giảm dần và giảm về những tháng cuối năm 2018. Thứ ba, các dự án, các khu phân lô bán nền, các căn hộ đều có cái khuynh hướng là chậm cái đà giao dịch, cũng như là không còn nóng sốt, không còn hot như thời gian trước đó. Có thể thị trường bất động sản sẽ không lao đầu đi xuống hoặc là giảm giá quá mạnh như các thị trường khác. Tuy vậy thì cái câu chuyện thị trường sẽ cần phải có thời gian ngừng nghỉ hoặc là tích lũy đi ngang để chờ những cái, thứ nhất, một là cái thu nhập bình quân đầu người có thể tăng hơn và cái tích lũy của người dân có thể tiếp cận được với cái nhu cầu mua bán căn hộ cũng như là bất động sản. Nó phải bằng. Nhiều chuyên gia bất động sản nói rằng là nhu cầu còn lớn lắm. Vâng, chúng tôi đồng ý với anh chị em và các bạn và các chuyên gia về bất động sản nói rằng là nhu cầu còn rất lớn. Tuy vậy, cái nhu cầu và cái nguồn cung không gặp nhau. Tại sao lại không gặp nhau? Lấy ví dụ như một người có thu nhập 20 triệu đồng một tháng, chi tiêu các vấn đề khác đi hết khoảng tầm 50% để dành hẳn ra được một nửa, tức là 10 triệu. Thì như vậy thì một năm với một cá nhân ở cái độ tuổi đang là tuổi ăn, tuổi làm thì chúng ta dư được khoảng tầm trên dưới 100 triệu. Như vậy thì phải mất khoảng từ 10 tới 12 năm thì chúng ta mới có thể tích lũy đủ để có thể tiếp cận được với một cái nhóm nhà ở chung cư
hoặc là một cái phân khúc là đất nền ở khu vực xa, cách thành phố từ 25 tới 30 cây số, với cái mức giá nằm ở khoảng từ 1 tỷ rưỡi tới 1 tỷ 8 với một căn chung cư gọi là trung bình, hoặc là một miếng đất nhỏ ở xa trung tâm với cái mức từ 1 tỷ rưỡi tới 1 tỷ 8 một miếng đất. Như vậy rõ ràng rằng là chúng ta sẽ thấy rằng là với cái tốc độ tăng giá ngắn hạn của thị trường, chỉ mới cách đây khoảng 3 năm thôi, cũng tại một vị trí, cũng tại một cái khu vực có mức giá của một miếng đất nó nằm ở khoảng 15 tới 16 triệu một mét vuông. Như vậy là một miếng đất gọi là đẹp khoảng 100 mét thì nó có giá khoảng tầm 1 tỷ rưỡi tại khu vực quận 9 giáp danh với quận 2. Chỉ sau 3 năm thì thưa với anh chị em và các bạn, có biết rằng là miếng đất đó bây giờ có giá bao nhiêu rồi không ạ? 60 triệu một mét. Và nó có giá khoảng từ 5 tỷ rưỡi tới 6 tỷ. Vậy thì rất khó để có thể cái nhu cầu của người dân, cái nhu cầu của những người có nhu cầu thực để ở có thể tiếp cận được với bất động sản. Và với cái tốc độ như thế thì càng ngày thì cái nhu cầu thực tế càng gọi là rời xa cái nguồn cung, và chỉ có thể mua được ở một cái khu vực, ví dụ như là giáp danh với Đồng Nai, hoặc là giáp danh với Long An, hoặc là giáp danh với Bình Dương. Những khu vực đấy thì theo cái nguồn thông tin chúng tôi tham khảo, ví dụ như là qua Suối Tiên gần giáp với cầu Đồng Nai, thì với một cái miếng đất nó khoảng 100 m², hiện tại nó cũng có giá từ 1 tỷ 8 tới 2 tỷ 2. Và từ khu vực mà cầu Đồng Nai về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì thực sự là rất là xa. Thì rõ ràng là những cái nhu cầu thực tế thì còn rất nhiều. Người dân thì có nhu cầu để có một căn hộ để ở, có một miếng đất để có thể xây nhà để ở là rất nhiều. Tuy vậy thì cái tốc độ tăng giá nó kéo giãn và nó làm phình cái túi bất động sản, cái túi Doraemon bất động sản ra quá mức, dẫn đến toàn bộ cái lượng tiền trong xã hội, cái nhu cầu nó đều bị đẩy vào trong cái túi này và chìm nghỉm, tức là nó không làm căng thêm cái thị trường bất động sản được nữa. Tôi nói nó hơi mơ hồ một chút, anh chị thông cảm một chút và cố gắng để hiểu. Thì khi mà nó lọt tóm toàn bộ cái nhu cầu, tức là cái của cải để dành, các cái tài sản để dành đều dồn hết vào bất động sản, thì rõ ràng là cái nguồn nhu cầu thực ở trong cái nhu cầu, tức là cái nhu cầu mà người ta mong muốn để có và cái tiền người ta đang có, nó khác nhau nha anh chị. Mong muốn để có, để được sở hữu, nhưng cái giá đất và giá nhà nó đã quá cao so với nhu cầu thực tế. Nếu ở khu vực quận 9 đi làm đã là xa rồi, nhưng mà để sát quận 9 ở khu vực Đồng Nai thì là quá xa. Vì vậy giữa cân nhắc câu chuyện nếu mua ở gần phía Đồng Nai mà đi làm là nó không khả thi. Đôi khi là nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, có thể cả 2 tiếng đồng hồ mới lên đến trung tâm. Thì cái đó thì người ta sẽ mua ở tính chất đầu cơ hoặc là để dành nhiều hơn là mua để thỏa mãn cái nhu cầu thực tế. Còn để mua để cái nhu cầu mà có thể đi lại, để có thể đi làm phù hợp ở cái mức từ 15 đến 20 km thì không còn khả năng tiếp cận nữa. Và toàn bộ những cái vấn đề, cái tiền mà gọi là để dành thì nó đã phần nào đó đã được hấp thụ hết vào thị trường. Và như vậy thì cái nguồn nhu cầu sẽ giảm thiểu. Và khi nhu cầu giảm thì đương nhiên là cái túi bất động sản sẽ không căng thang thêm được nữa, tức là sẽ khó có thể tăng giá thêm. Mục đích của cái câu chuyện là tức là ý là cái túi bất động sản nó không tăng nữa, thì để nó tăng tiếp nó phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi để chờ cái nguồn thu nhập của đại bộ phận dân chúng, cũng như là những nhà đầu tư đầu cơ bất động sản, họ phải tăng thêm cái lượng tài sản tích lũy thì tiếp tục mới có một cái nguồn cầu tiếp theo để đẩy vào thị trường. Bên cạnh đó thì trong những năm vừa qua chúng ta đã dùng rất nhiều các cái phương pháp để thúc đẩy cái tín dụng bất động sản và đẩy những cái nguồn tiền từ ngân hàng về thị trường bất động sản. Tuy vậy, bắt đầu từ năm 2019 thì cả về tăng trưởng tín dụng cũng như tăng trưởng tín dụng cho bất động sản sẽ được ngân hàng nhà nước nói riêng và chính phủ nói chung sẽ bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn. Thì đương nhiên cái lượng tiền mà từ ngân hàng đổ về cái góc này sẽ chậm lại và ít đi.
Cái lý do chuyện sao lại sao họ lại làm vậy là bởi vì những người về quản trị, gọi là quản trị vĩ mô, quản quản lý kinh tế, thì họ đều nhìn nhận được những cái thứ mà tôi vừa chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Do đó họ cũng sợ rằng là lượng tiền từ thị trường tài chính, đặc biệt là từ ngân hàng, chảy về thị trường bất động sản quá mức và kiểm soát không được sẽ dẫn đến những cái rủi ro tiềm ẩn mà đã từng xảy ra 10 năm về trước, nên họ sẽ kiểm soát. Từ đó thì rõ ràng cái nguồn nhu cầu về thị trường bất động sản chỉ có thể đến từ cái tích lũy thực tế. Vậy thì cái tích lũy thực tế nó cần phải có thời gian. 12 năm thì một người thu nhập ở mức cao 20 triệu, tiết kiệm 10 triệu, thì sau 12 năm mới có khả năng tích lũy đủ để có thể tiếp cận được với bất động sản. Như vậy thì nếu muốn thị trường có thể tăng thêm tiếp thì cần phải có một khoảng thời gian ngừng ấy để cái tích lũy của dân chúng nó tăng lên áp sát với thị trường, thì đó mới là sự tăng trưởng đúng và bền vững. Còn nếu như tiếp tục đẩy những cái nguồn 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 nhu cầu từ việc các ngân hàng cho vay quá mức thì sẽ dẫn tới cái câu chuyện là bất động sản không phải được bán cho người dân và những người có nhu cầu thực để ở, để làm ăn, để sinh sống, mà là bán bất động sản, các dự án mở ra để bán cho ngân hàng, và rủi ro sẽ là rất lớn. Tất cả những ý mà muốn chia sẻ như vậy với anh chị để anh chị có thể mường tượng và nắm. Cộng với việc nếu như thực sự mà chúng ta đã đủ tích lũy không phải vay và gần như là không một triệu lãi, thì chúng ta hoàn toàn có thể xem xét năm 2019, năm 2020 có thể mua vào để tích lũy cũng như là để dành cho việc ở, bởi vì chúng ta không bị bất kỳ một cái rủi ro nào khác ngoài cái việc là rủi ro về mặt thời gian chúng ta cần phải chờ đợi. Thì sau một cái khoảng thời gian thị trường tích lũy đủ, ngừng cái chậm bớt cái đà tăng, thì nó sẽ bước vào một cái chu kỳ mới, dự là khoảng năm 2021, năm 2022 chúng ta sẽ có một cái chu kỳ mới của việc thị trường đã tích lũy đủ và tăng tiếp, có thể sẽ dịch chuyển theo hướng tích cực. Còn nếu như mà quý anh chị em và các bạn thực sự mà chưa đủ nguồn tài chính, phải vay quá nhiều hoặc là phải sử dụng đòn bẩy hơi nhiều, thì chúng ta nên cân nhắc và có thể là không nên tham gia thị trường bất động sản vào năm 2019, nửa đầu 2020. Chúng ta có thể dành thời gian đó để tiếp tục gia tăng thêm cái lượng tiền tích lũy của mình. Mục đích là chúng ta sẽ làm dày cái vốn gốc của mình hơn và giảm bớt đi cái lượng vốn vay, tránh cái rủi ro thị trường không như mong muốn. Đừng nghe theo những cái khuyến nghị hay là những cái khuyến cáo của các cái nhà phát triển bất động sản cũng như là những người, những thành phần là đơn vị trung gian tham gia vào cái chuỗi phân phối này. Bởi vì không bao giờ họ nói cho quý anh chị em và các bạn biết được rằng là rủi ro khi chúng ta giải ngân mà vay với vốn lớn nó như thế nào. Họ chỉ cần biết rằng là chúng ta quyết định giải ngân và họ bán được hàng. Đó là điều. Còn sau này nếu chúng ta rủi ro hay không rủi ro thì đó là do quyết định của chúng ta và họ không chịu trách nhiệm vì điều đó. Do đó thì cái khuyến nghị của chúng tôi là chúng ta không cần thiết phải gấp gáp. Tôi tin rằng là thị trường sẽ khó có thể tăng mạnh trong thời gian sắp tới. Đừng nghe xúi giục theo hướng là mua nhanh, không thì nó tăng mất và không có cơ hội để mua. Bởi vì dù thậm chí là sinh lý con người tăng mạnh, cương cứng thì cũng phải mềm ra. Thị trường thì cũng vậy thôi. Tăng trong một khoảng thời gian như vậy thì chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian đủ lâu, tối thiểu là 2 phần 3 thời gian tăng để tích lũy. Tức là nếu bắt đầu được coi là thị trường bất động sản có dấu hiệu của chuyện tích lũy từ nửa đầu năm 2018 thì tối thiểu cũng phải mất khoảng 2 năm để có thể tích lũy đủ và chậm bớt cái đà tăng lại để đợi chờ thêm những cái nguồn nhu cầu, kể cả nguồn nhu cầu mua nhà, mua đất của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các cái nguồn khác mà các chuyên gia bất động sản vẫn nói, thì nó mới tiếp tục có thể dịch chuyển theo hướng nhích lên được. Nên đừng vội vàng trong cái câu chuyện là ngay lập tức muốn lao vào để mua hoặc là muốn nhanh chóng để có thể đầu cơ kiếm lời, vì đây không còn là cái thời điểm gọi là thời điểm vàng của đầu cơ bất động sản nữa. Một vài cái chia sẻ trong video này mong rằng là làm rõ được phần nào những cái băn khoăn, thắc mắc
của rất nhiều quý anh chị em và các bạn đã đặt câu hỏi cho nhóm chúng tôi về việc là năm 2019 có nên đầu tư, có nên mua, có nên tham gia lĩnh vực bất động sản hay không? Và nên mua và nên tham gia ở lĩnh vực nào? Thì câu trả lời đó là chúng ta cần phải xem xét thận trọng và tham gia ở một cái mức độ vừa phải nếu chúng ta sử dụng cái tiền thật và không bị áp lực vốn. Có thể cầm giữ trong một khoảng thời gian dài nếu chúng ta nếu thị trường theo cái hướng tiêu cực có thể gọi là chết vốn. Còn với những người mà chưa đủ vốn phải vay nhiều thì chúng ta cân nhắc có thể tích lũy thêm cái lượng vốn, cái lượng tài sản thực của chúng ta trước khi là vay một cái phần nhỏ của ngân hàng để giải ngân bất động sản. Thân ái, chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành với Thắng ơi. Xin chào và hẹn gặp lại.